Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Điền thì ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào ở khu vực gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2023. Thì Điền làm một cái video để chia sẻ về cái cách lựa chọn thuốc nuôi, những cái dòng nào hiện đang xài hay dở như thế nào. Thì anh em theo dõi hết trong clip này nha anh em. Và anh em xem video á thì nhớ cho Điền một like anh em, để Điền có động lực làm những video tiếp theo cho anh em, chia sẻ với anh em những cái dòng thuốc nuôi hay, thuốc đá hay và giá cả của nó theo ngày tháng nha anh em. Thì trước mặt anh em đây là những cái bộ nuôi đó, Điền để ra sẵn luôn những cái kế nhau là kết hợp với nhau nha anh em, một bộ đi chung chung đó là kết hợp nhau đó. Những cái bộ này mình có thể xen kẽ sử dụng tùy anh em yêu thích đó, vừa nhỏ miệng vừa chích ginseng với B12, viên với viên galomin B15-12, nó này cũng viên với viên luôn, này vừa chích vừa viên nè, chích với viên luôn, này là hai loại viên với nhau. Nó đây những bộ phối hợp xen kẽ nhau, thành phần nó hỗ trợ cho nhau chứ không phải tự nhiên mà kết hợp được nha anh em. Đó, như anh em thấy galomin á, lúc nào nó cũng đi chung với B12, tại vì trong galomin này rất nhiều vitamin, axit amin, nhưng không có B12, có nhưng hàm lượng rất thấp, không có đủ để mà tác động làm cho con gà mình nó tăng lượng hồng cầu nhanh chóng, nước máu lên mạnh mẽ để con gà siêng vận động. Siêng vận động thì nó bo nó mạnh mẽ, nó bền bỉ phút 90. Hơn nữa nó có B15, nó thích hợp cho nuôi chế độ đấu. Đó. Còn cái cặp được sử dụng nhiều nhất hiện nay nè, được anh em yêu thích nhiều nhất hiện nay là ginseng với B12 5,5 dạng chích. Nó vừa nhỏ miệng vừa chích. Ginseng thì 200.000 chai, B12 5,5 thì 10C là 250 nha anh em, hiện đang đứt hàng nữa rồi. Ginseng này 5 tặng 1, 10 tặng 2 anh em, cái cặp này là được anh em yêu thích sử dụng tỷ lệ khủng nhất nè. Thì như Điền đã nói cái clip trước với anh em á, qua cái thời gian bán hàng rất là nhiều sản phẩm thì bên cạnh nó cũng có một số phản hồi không có thích thằng ginseng, nhưng mà tỷ lệ rất là nhỏ anh em. So với số lượng hàng nó bán ra mấy triệu chai thì vài người không thích thì cái tỷ lệ cũng rất nhỏ, nhưng mà Điền cũng rất là tôn trọng anh em. Thì hỏi cũng có hỏi một số anh em sao không thích, thì có một số làm biến nhỏ, có một số thì nói là không im bằng dạng viên đó. Thì anh em ý kiến sao thì Điền cũng nêu vậy để anh em có sự lựa chọn phù hợp nhất. Cái cặp viên mà được sử dụng nhiều thứ hai là galomin với B15-12 anh em. Hàng này, hai cái cặp này là của Mỹ hết, còn ginseng của Mỹ, B12 Mexico đó. Viên màu vàng, viên tròn màu hồng này nè. Galomin thì 200, B15-12 300. Cái cặp tiếp theo á, nếu mà anh em có gà tơ nhiều á thì sử dụng chuyên biệt cái cặp này, galomin với mega B12, dành cho gà tơ từ 5 đến 7 tháng đến gà ốm mới bội nha. Gà chế độ đấu thì anh em không có bằng người ta, chứ không phải là không sử dụng được nha anh em. Nhưng mà ví dụ anh em có phân vân giữa những cái cặp này mà xem clip mà không hiểu á thì cứ điện trực tiếp cho Điền qua số máy này đó, có thể anh em tham khảo, mai mốt anh em mua hoặc là anh em có rồi anh em cứ tham khảo thoải mái, hoặc là hỏi giá đều Điền với Điền rất là thoải mái anh em, không phải là chốt hàng mua hay gì mới là gọi. Nhưng mà anh em cứ gọi hỏi công chuyện của gà thoải mái, đừng hỏi tầm bậy tầm bạ. Có nhiều anh em gọi hỏi mấy chuyện ngoài lề Điền cũng không có muốn trả lời nhiều, nhưng mà anh em hỏi chuyên về con gà hoặc thuốc, bất cứ thuốc gì trong những thuốc Điền bán hoặc Điền không có bán nhưng Điền vẫn biết, thì Điền vẫn là tư vấn nhiệt tình cho anh em, chứ không phải là bán mới tư vấn, còn không bán là không tư vấn nha anh em. Điền rất là thoải mái vấn đề đó, anh em đừng có ngại. Anh em có thể kết bạn Zalo qua số này hoặc là nhắn tin, nhưng mà mấy cái đó thì nó hơi chậm nha anh em. Anh em nhanh nhất là anh em cứ bóc máy lên gọi cho Điền đúng cái số này, cái số Điền đọc và cái số trên bảng nó đồng nhất với nhau mới là cái số của Điền xài nha. Cái cặp tiếp theo á là C21 với B15-12, này cũng được rất là nhiều anh em sử dụng. Cái cặp này nuôi chế độ đấu cũng im lắm nha anh em, chế độ đấu. Còn cái cặp này nữa nè, và hai cặp này thì cái lượng nó như nhau à, nó anh em thích nào thích. Còn C21 với galomin nó là tương đương nhau nha anh em, về cái độ xài, độ vitamin, chất lượng. Galomin thì 200 thì anh em biết rồi, B12 thì 250 thì anh em biết rồi, mega thì 270, còn C1 này cũng 200. Nó thì những cái cặp này là xen với nhau, nhưng mà thành phần nó là
hỗ trợ cho nhau anh em, chứ không có trùng. Mình kết hợp mà trùng hai loại là nó không im. Tại sao Galomin với C21 này không kết hợp được? Tại thành phần nó giống nhau, công dụng nó giống nhau, anh em kết hợp làm gì cho nó phí phạm mới hư ra nó. Cho nên anh em kết hợp phải biết lựa chọn kết hợp cho nó hợp lệ. Nó giữa một gừng như vậy, anh em không biết chọn thuốc nào thì anh em có thể suy nghĩ xem mình thích cái dạng viên, dạng chích, hay là vừa nhỏ miệng vừa chích, hay là hai viên hết. Thì đó là những cái mà để anh em lựa chọn cân nhắc trước khi mình chọn cái sản phẩm mình nuôi gà. Nuôi cái này thì thuốc nuôi thì nó hỗ trợ cho con gà mình nó dày tai, nó ăn uống tốt, kích thích nước máu nó lên, hồng cầu nó tăng, gà nó sung túc, nó khỏe, nó đỏ. Mà cái mục đích cuối cùng á là để con gà bo lớn mạnh bền nước khoe. Mà muốn như vậy á thì anh em phải nuôi qua một cái quá trình, chứ không phải nhỏ vô hoặc chích vô uống vô một hai bữa là có. Anh em đành gần cái thằng ginseng này á, nó có tác dụng rất là nhanh chóng chứ không phải là không, nhưng mà anh em phải nuôi đủ cữ, nó cũng phải ít nhất 7 cữ 8 cữ thì anh em nó mới ngon, nó mới bền, nó đủ sức, nó được, nó phát huy tối đa được. Còn mới một hai cữ thì nó cũng ngon đó, nhưng mà nó còn lên nữa nó uổng, anh em chơi sớm nó uổng vậy thôi. Còn riêng đối với những dạng viên nó lâu tác dụng hơn đó. Đó thì những cái vấn đề hay dở yếu tố nào đó thì Điền đã nêu trong cái clip này, thì anh em cân nhắc sử dụng. Đây là những cái bộ sản phẩm được nhiều anh em sử dụng bên Điền bán. Thì trong những clip tiếp theo thì Điền sẽ chia sẻ về những cái món đồ khác tiếp tục. Anh em theo dõi thì nhớ đăng ký kênh nha anh em. Rồi Điền xin chào tất cả anh em đã xem clip. Chào anh em, hẹn gặp anh em video tiếp theo nha.